365. Và bây giờ thì thông qua tổng đài đường dây nóng chúng tôi đã kết nối được với vị khán giả đầu tiên. Alo. Thế rồi, tôi đây. Dạ, xin chào anh ạ. Dạ, chào anh. Dạ, anh ơi, anh có điều gì muốn giải đáp, cần được luật sư giải đáp ạ? Dạ, xin mời anh ạ. Tôi có vấn đề là cái người nhà nó vay tiền, bây giờ nó vay 30 triệu. Trước khi mà nó bảo vay nóng hộ, sau khi nó bảo tôi tính lãi cho nó, đã một phải tính lãi cho vay hộ ngoài là giá 1,5. Dạ. Nhưng bây giờ tôi trả người ta đòi tôi quá thì trả người ta hết rồi. Hiện nay 2 năm rồi mà họ không trả lại, lãi không có, gốc không có, đòi được khất. Trước khi vay họ có giấy tờ đàng hoàng với người mua, người vay. Bây giờ lên cứ khất ngày tháng, cứ ngày nọ khất ngày kia. Thì bây giờ lên đòi nó cứ loanh quanh khất, mà không bây giờ bên tư vấn hộ tôi làm cách nào. Anh nói lại cái tình huống của anh. Anh dạ, nói lại cho anh tôi chọn lại tình huống như nào anh nhỉ? Tình huống của tôi là người vay hộ cho người ta là 30 triệu. Vay hộ. Vay hộ 30 triệu là không thể vay nóng hộ, không phải lãi, vay tôi không phải lãi. Khi không có tiền trả tôi thì tôi lại đi vay hộ người ngoài là tính lãi 1,5. Khi 2 là năm nay. Là 1,5 đúng không anh? Tức là anh đi vay. Anh vay hai hộ, vay hộ người ta 30 triệu. Rồi. 30 triệu. Thì trước vay của tôi là dụ lần vay nóng 1 tháng là khi để trả tôi không có, thế là cái cháu nó bảo là đi vay hộ cho nó thì tôi vay. Bây giờ anh cứ lấy cái, anh lấy một cái người cụ thể đi, tại vì anh nói như vậy tôi cũng chưa hình dung tình huống của anh. Anh nói tên của anh cụ thể, anh nói là A hay là anh gì đó gì. Chỉ cần anh nói nó hơi vắn tắt quá cho nên là có mấy tình huống tôi vẫn chưa hình dung được, anh cứ nói từ từ thôi anh. Ví dụ anh cụ thể, nhìn nói đi, anh nói đi. Cụ thể là con cháu nó vào vay hộ tôi vay tôi là 30 triệu. Tức là cháu anh vay anh 30 triệu đúng không? Ừ. Dạ rồi. Nó vay 30 triệu thì khi nó không có trả thì nó bảo là chú vay hộ cháu là đi vay hộ cháu thì vay hộ là 30 triệu người ngoài. Rồi. 1,5 thì 1,5 bây giờ là không, 2 năm nay không có lãi thì tôi là phải lấy tiền tôi trả cho người ta rồi, hiểu không? Vâng. Nên cứ khất quanh mãi không trả được. Thì ngày nào lên đòi nó cũng khất, nó ghi ngày tháng đàng hoàng. Yeah. Bên này giờ này là cũng không có, thì nên nhờ tư vấn làm cách nào lấy hộ tôi được, với hộ tôi lấy hộ không. À, dạ rồi. Rồi nhưng mà thì Khánh Ly có thể tóm tắt lại để. Dạ, tóm tắt lại là như thế này ạ. À, có nghĩa là cháu của anh là nhờ anh đi vay hộ 30 triệu và bây giờ thì anh đã trả cho cái người mà anh đi vay 30 triệu rồi. Cái lãi suất là 1,5%. Thì bây giờ ảnh đòi hoài nhưng mà cháu không có trả, khất hoài thì nhưng bây mà giờ cái người đi vay là cháu hay là anh đi vay? Anh là người trực tiếp đi vay hộ. Anh trực tiếp là người đi vay. Dạ, bây giờ là cháu anh nợ anh. Cháu anh nợ anh thôi đúng không? Vay hộ là anh trả hộ đúng không? Rồi. Tức là ví dụ anh đi vay của người nào đó một khoản tiền. Đúng rồi. Để sau cái khoản tiền đấy anh lại đưa cho cháu của anh. Đúng rồi. Vâng. Nhưng mà anh là người trực tiếp đi vay chứ không phải cháu anh là người trực tiếp đi vay đúng không? Cũng trực tiếp cũng được nhìn thấy. Đấy, nhìn thấy nhưng mà cái người mang danh đi vay là anh đúng không? Là anh. Vâng. Nhưng mà anh đã trả hết cho chủ nợ rồi đúng không ạ? Rồi. Anh trả hết rồi và bây giờ là cháu anh chỉ nợ anh thôi ạ. Và như vậy là sau đó sau khi vay của chủ nợ rồi anh lại cho cháu anh vay lại đúng không? Vâng, đấy chứ đứng hết vay hộ người ta đấy. Chú vay anh vay vay hộ thôi, anh vay, đứng vay hộ. Cái từ khái niệm vay hộ đó là khái niệm anh nói. Tức là thực chất là ví dụ như anh đi vay người hàng xóm 30 triệu. Sau đó anh đưa khoản tiền đấy cho thì nhỉ? Cho cháu anh đúng không? Này là cháu anh vay anh. Thực chất là như vậy, trong trường hợp là cháu anh vay anh. Đúng rồi. Anh vay của hàng xóm 30 triệu. Đúng rồi. Đấy, nôm na là như vậy chứ còn vay hộ đó là cái cách chúng ta nói với để nhau mình thôi. Nói miệng thôi đúng không? Yeah. Nhưng mà trong trường hợp này thực chất là anh đã cho lại cháu anh vay tiền. Thì đây là quan hệ giữa anh và cháu anh là quan hệ vay tiền. Và ông chúng ta đây nhận thêm một giờ là tôi trả hết trong 2 năm vẫn cứ để lãi, bây giờ trong 2 năm là tôi trả người ta. Đấy là anh vay người ta và anh trả người ta, còn anh cho cháu anh vay lại. Thì trong quan hệ với cháu anh ấy thì đó là theo tôi là nó thực chất là một hợp đồng vay miệng và pháp luật dân sự thì cho phép là hợp đồng vay có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản hoàn toàn có thể phù hợp, cho nên quan hệ của anh với cháu anh là hợp đồng vay và như vậy anh đòi cháu anh theo cơ chế của hợp đồng vay thì đương nhiên là anh được đòi cái nợ gốc. Anh đưa cho cháu anh bao nhiêu, 30 triệu đúng không? Vâng. Và như vậy anh được quyền đương nhiên là đòi 30 triệu rồi. Chứ còn bây giờ là lãi thì anh có, cháu anh có hẹn ngày nào trả không anh? Hẹn tháng 9 này trả nào giờ cũng nhưng mà qua chưa trả đúng không? Trong trường hợp là cháu anh đã chậm trả rồi, cho nên là ngoài việc đòi nợ gốc thì anh được quyền đòi cháu anh cả cái tiền lãi do chậm thanh toán. Tuy nhiên là tôi chỉ hỏi là khi anh cho cháu anh vay lại đây có tính cái mức lãi là bao nhiêu không? Nó bảo là nó cứ trả là giá 1,5 đấy. Một phẩy năm của một tháng đúng không? Một tháng đấy. Nhưng mà một năm là 1,5 có 1 tháng 18%, như vậy vẫn theo quy định của pháp luật là như vậy là hoàn toàn hợp pháp, cho nên là anh hoàn toàn có thể đòi cháu anh cái
tiền vay trong hạn là theo cái thỏa thuận, và anh hoàn toàn có thể đòi cháu anh tiền nợ lãi nữa. Vâng. Yeah. Anh được đòi hai khoản gốc và lãi. Rồi được. Rồi. Dạ. Rồi. Yeah. Rồi tốt nhất là hai chú cháu nên nói chuyện, nói chuyện trước, với nhau chứ đừng có ra tòa, chứ còn ra tòa cũng không nên gì. Hỏi thế mà bên này tôi mới tư vấn thì nó khó quá rồi, chú cháu cãi nhau cũng cãi được, chửi nhau cũng được. Vâng. Cố gắng là chú cháu hòa thuận với nhau để giải quyết đơn giản thôi. Vâng, vâng. Chắc cháu đang gặp khó khăn sau Covid này, cho nên là chú chắc thông cảm nhỉ. Thông cảm mấy năm rồi chứ bây giờ nó thất với quanh. Vâng. Dạ. Dạ. Vâng ạ. Dạ rồi, vâng. xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ, đã kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì thông qua trang mạng xã hội 91.com.vn thì chúng tôi cũng có nhận được thắc mắc của thành viên Yến Cọt với cái nội dung như sau. Thưa chương trình, em có cho bạn em vay 10 triệu từ ngày mùng 6 tháng 3 năm 2015. Bạn em hẹn tới ngày 6 tháng 8 năm 2015 trả cho em, có nghĩa là sau 5 tháng là sẽ trả, hẹn là trả sau 5 tháng. Và trong lúc ký kết, hai bên đã trao đổi mức lãi và đã có thỏa thuận từ trước là 5.000 đồng trên 1 triệu. Và bạn ấy đồng ý với mức lãi suất đó. Nhưng trong giấy ký kết hợp đồng, em và bên B không ghi mức lãi suất, chỉ ghi vay số tiền là 10 triệu và hẹn tới ngày trả thôi. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2016, tức là một năm sau, thì bạn ấy vẫn chưa trả hết cho em và còn thiếu của em 2 triệu. Như vậy thì em muốn hỏi ý kiến luật sư làm thế nào để em đòi được tiền cho đúng nghĩa? Thì cái này cũng là hợp đồng vay thôi. Thì tất nhiên là khi vay thì bộ luật dân sự nó là cái người vay phải hoàn trả cái khoản tiền vay bằng một cái tài sản tương đương, ở đây là tiền thì phải trả bằng tiền thôi. Cho nên cái nợ gốc mà bạn của bạn vay thì đương nhiên bạn vậy phải trả. Còn cái lãi thì bây giờ bạn nói là bạn có thỏa thuận với nhau, nhưng mà thực chất lại không có cái chứng cứ nào nói là có thỏa thuận. Thì trong trường hợp này nếu có tranh chấp thì bộ luật dân sự có quy định là trong trường hợp có tranh chấp về lãi, thì trong trường hợp mà không xác định được thì áp dụng mức lãi theo quy định của pháp luật, mà mức định của pháp luật đó là 10% của một năm trên khoản tiền cho vay. Thế thôi, rất đơn giản vậy thôi. Nhưng mà ở đây thì bạn hỏi là làm thế nào đòi được tiền cho đúng nghĩa? Làm thế nào thì quyền dân sự thì có thể chúng ta tự bảo vệ. Như tự bảo vệ có thể là gặp gỡ trao đổi để bạn ấy thanh toán tiền. Còn nếu mà không bằng cái biện pháp tự bảo vệ không đạt được thì chúng ta đành phải gì nhỉ? Xử lý ở góc độ tố tụng là chúng ta kiện ra tòa để đòi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái khoản tiền nhỏ như vậy bạn kiện ra tòa nó cũng không thực sự được nhỉ? Đúng rồi. Nó đáng giá, cho nên là cố gắng thuyết phục bạn của bạn thanh toán để không phải gặp nhau ở tòa. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì Khánh Ly có nhận được một câu hỏi của chú Hải với số điện thoại cuối là 881 đã gửi về cho tổng đài của chúng tôi là 0826-365-365. Có nội dung như sau: con tôi mượn tiền của những người cho vay nặng lãi hàng ngày, thì xin hỏi luật sư cho vay nặng lãi vậy có đúng luật hay không? Cũng hơi tiếc là vậy, tại vì cái câu này nó cũng hơi thiếu thông tin ha luật sư ha. Nghĩa thì cái là... này như tôi nói với Khánh Ly lúc đầu là Khánh Ly có hỏi là thế nào là vay nặng lãi đó. Thì đó là thứ nhất là con của chú vay chứ không phải là chú là người đi vay. Cho nên người liên quan là con chú chứ không phải là chú. Như vậy ở đây chú muốn hỏi thông tin thôi là có vay con của chú có thuộc vay nặng lãi hay không, thì thực chất là chúng ta không biết là khoản tiền vay bao nhiêu, mức lãi bao nhiêu. Mà một trong những yếu tố để xác định vay nặng lãi đó là cái mức lãi nó phải vượt quá 5 lần mức cao nhất của bộ luật dân sự. Và mức cao nhất của bộ luật dân sự như chúng ta đã nói hiện nay cho thỏa thuận đó là 20%, cho nên vượt 100%. Thì đấy, những thông tin đấy cung cấp cho chú để chú biết là đấy có vượt quá thì nhỉ, gấp 5 lần cái mức tối đa 20% hay không. Và thứ hai là phải chứng minh thêm là người ta có cho vay đã thu lợi bất chính là từ 30 triệu trở lên hay không. Còn nếu dưới 30 triệu thì trường hợp là những người cho vay đấy đã từng phạm tội rồi, đã có kết án hoặc đã bị xử lý hành chính mà chưa bị xóa án tích, thì trong trường hợp này mới được coi là vay nặng lãi và xử lý ở góc độ hình sự. Thì đấy, do cái câu hỏi của chú nó tương đối chung cho nên là tôi chỉ đưa ra cái thông tin đúng quy định của luật hình sự đấy ạ. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đài. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn luật trực tiếp đang phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM trên tần số FM 97,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Ngoài ra thì còn trực tuyến tại quốc hội tv.vn và livestream tại 91.com.vn và fanpage 365 FM. Và hotline của chương trình là 0826 365 365, 0827 365 365.
năm để dành cho quý vị có những thắc mắc muốn kết nối trực tiếp với khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, trưởng khoa Luật dân sự Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và chủ đề của chương trình chúng ta ngày hôm nay đó là quy định của pháp luật về hợp đồng vay tiền, với sự tham gia tư vấn của khách mời như Khánh Ly đã chia sẻ, đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại. Và bây giờ thì thông qua tổng đài nóng 0826 365 365 thì Khánh Ly đã có được một cuộc kết nối tiếp theo ạ. Alo. Alo. Dạ alo ạ. Alo. Dạ. Chào chương trình ạ. Dạ chào cô ạ. Vâng, cảm ơn chương trình. Dạ cô ơi, cô có điều gì muốn gửi đến cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại để được giải đáp thắc mắc ạ? Tôi là Lưu Thị Sơn nhá. Dạ. Lưu Thị Sơn, 24 tuổi. Dạ. Nhà hội dân thân không chồng con. Dạ. Già cả ốm đau và cha biến đấy. Dạ. Tôi không đi lại được. Dạ. Tôi nhờ chương trình giúp tôi tí. Dạ. Giúp như thế nào cô? Cô chia sẻ đi ạ. Con bé bạn nó tên là, đây tôi đọc, hôm nay là ngày 5 dương tháng 9 năm 2017. Em là Trần Thị Tâm Dung, số nhà 0208, ngõ 28, tổ 1, Bồ Xuyên, Thái Bình. Có vay của bác Sơn một số tiền là 100 triệu. 100 triệu người vay tiền cháu em Dung, có thế thôi ạ. Dạ. Rồi cô, như vậy là cháu hiểu rồi, cô tên là Sơn đúng không? Dạ cô tên Sơn, cô ở Thái Bình. Cô tên Sơn, cô ở Thái Bình. Năm 2017 cô cho một người tên là Dung vay tiền 100 triệu đúng không? Nhưng bây giờ tôi bỏ hòa, tôi đi nó đòi nó thì mấy lần nó khất, bây giờ tôi không có tiền nhờ. Tôi đi viện về nhà nó biến mất rồi. Vâng cô cho hỏi là khi cô cho vay năm 2017 cô có nói cái thời hạn hoàn trả tiền vay không cô? À, không, nó cho vay nó chỉ bỏ cho vay lúc nào cần nó trả thôi chứ không nói thời hạn. Rồi như vậy là trường hợp của cô đó là vay không thời hạn như Khánh Ly có hỏi ban đầu ấy, thì trong trường hợp này cô được quyền yêu cầu người đi vay thanh toán hoàn trả ở bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần cho người ta một khoảng thời gian hợp lý thôi. Nó bảo là nếu ngân hàng chị cho ngân hàng vay 1,2 thì em nó trả 1,5. Như vậy là trong đấy, như vậy là cái tiền vay gốc ấy là cô được quyền yêu cầu chị Dung hoàn trả, thông báo cho người chị một khoảng thời gian nhất định là được rồi. Và khoản nhưng lãi mà, nhưng mà cô biến mất rồi còn đâu, tôi không biết nói với ai được bây giờ. Thế nên mà cô ấy biến mất thì bây giờ nếu cô hỏi không được thì đành cô phải khởi kiện ra tòa. Nhưng mà cô có địa chỉ gì không? Cô có thông tin gì không? Địa chỉ nhà số nhà 202, ngõ 1, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Rồi, nhưng mà là con hiểu là, có hiểu là rằng cô có địa chỉ của cái người đi vay. Mặc dù cái người đi vay có thể không ở địa phương. Thì bây giờ cô đòi mà theo tình cảm không được. Dạ. Thì cô đành phải là khởi kiện ra tòa thôi. Và ra tòa thì cô có thể kiện, theo tôi là như vậy, cái địa chỉ như vậy là ở Thái Bình. Cho nên kiện có thể ở Thái Bình được ạ. Tòa chỗ cái người đi vay được ạ. Dạ. Và cô kiện ra tòa đi cho nó chắc ăn, chứ còn bây giờ cô cứ gọi điện mà người ta cũng không gặp thì chắc là đó. Đúng, không tìm cô đâu được. Cho nên giờ tôi bây giờ nó hỏi chương trình giúp tôi bây giờ. Chứ nếu mà đòi thì đòi thế nào? Tôi đấy, cô đòi trực tiếp không được thì cô khởi kiện ra tòa án cô nhá. Cô khởi kiện ra tòa án ạ. Tòa án họ sẽ có những cái thủ tục để yêu cầu cô Dung này có mặt. Và nếu mà cô Dung không có mặt thì người ta hoàn toàn có thể xử lý ở góc độ là xử vắng mặt. Để cô... Giờ nó có biến mất rồi, mà tìm đâu bây giờ? Thế thì tòa người ta sẽ có cơ chế. Ví dụ là khi cô khởi kiện ra tòa và người ta thông báo mà người bị đơn không xuất hiện, người ta sẽ tìm cái thủ tục là tìm kiếm thông tin. Yeah. Thì đấy cô... Tốt nhất là trong trường hợp này cô nên khởi kiện ra tòa án ạ. Tòa án Thái Bình ạ? Vâng. Ở cái cô vay với cái chị Dung với lại cô là chắc là cùng huyện với nhau đúng không? Cùng thành phố ạ. Đấy, cùng thành phố. Khác phường, khác sổ. Khác phường nhưng mà chắc là cùng địa phận quận huyện thì quận huyện thì chắc là chắc là cùng cái nơi, cái tòa cái nơi cô ở chắc là phù hợp rồi đó. Thì là nơi cư trú của cái người đi vay, thì nơi cư trú của đi vay tôi nghĩ là cháu nghĩ là gần nhà cô đó, cho nên là ở cái tòa mà nơi cô đang sống ấy. Vâng. Dạ. Thưa giáo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, Khánh Ly muốn hỏi là trong trường hợp là cô khá lớn tuổi thì liệu là có một cái sự hỗ trợ gì đó không ạ? Thì sẽ hỗ trợ thì pháp hỗ trợ trong trường hợp này thì cô lớn tuổi thì cô vẫn có thể là 94 tuổi thì cô vẫn, cô nói như vậy theo tôi vẫn còn rất là nhỉ.
rất là minh mẫn, cho nên cũng không cần. Nhưng mà tốt nhất là nếu trong trường hợp này tốt nhất là mời một cái luật sư họ gì nhỉ, họ làm các thủ tục giúp cô, thì cô cũng không biết cái thủ tục như nào để cô mời luật sư ở Thái Bình trợ giúp, hoặc là tôi nghĩ ở Thái Bình có cái bộ phận trợ giúp pháp lý hoàn toàn có thể giúp cô để xử lý tình huống. Chứ còn cô, theo tôi trình bày, cô trình bày như vậy thì cô còn rất minh mẫn đấy. Cho nên là không có vấn đề gì về năng lực pháp luật và năng lực hành vi cả. Dạ, dạ vâng ạ. Và Khánh Ly hy vọng là làm với những cái điều mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, khách mời của chương trình đã chia sẻ thì sẽ giúp cô phần nào là cô sẽ lấy lại được cái số tiền của mình. Bởi vì cô cũng chia sẻ một cái điều rất là thương, đó là tiền để an hưởng tuổi già mà bây giờ đi đòi lại thì cũng khó khăn. Thì cái này chắc là cũng phải cần có được một cái sự trợ giúp từ tòa án để cô có thể lấy lại được cái số tiền của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại chương trình ngày hôm nay với những cái thắc mắc mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Đó chính là cái câu đầu tiên như thế này: chào luật sư, tôi là người lao động đã về hưu được 4 năm và sau thời gian làm việc và tích góp thì tôi đã có cho mình một số tiền. Tuy nhiên là giờ đây là khi về già tôi muốn kiếm thêm chút ít thu nhập. Tôi biết một số người quen của tôi có nhu cầu làm ăn nên có thể vay mượn thường xuyên số tiền của tôi. Xin hỏi luật sư là tôi thực hiện việc cho vay các cá nhân và tổ chức kinh tế một cách thường xuyên để kiếm thêm thu nhập có phải đăng ký kinh doanh hay thực hiện thủ tục xin phép nào hay không? Và các khoản thu nhập tôi có được từ hoạt động cho vay thì liệu là có chịu thuế thu nhập không? Và thuế thu nhập từ khoản lãi trên sẽ được tính ra sao? Dạ, câu hỏi này là của anh Nhân với số điện thoại cuối là 3698 đã gửi về chương trình. Tức là ý thứ nhất là cho vay thường xuyên thì có phải đăng ký gì không? Dạ. Thực chất là hợp đồng vay là hợp đồng dân sự, là mấy quan hệ dân sự thì luật cũng không có cấm là cho vay bao nhiêu lần cả. Ví dụ tôi có tiền tôi cho Khánh Ly vay một lần, hai lần, ba lần thì luật cũng không có cấm, bởi vì là quan hệ dân sự. Cho nên là không có bị cấm và nó cũng không phải đăng ký. Ngân hàng thì mình hoạt động đâu, không phải một tư cách ngân hàng, mà vay dân sự thì không có ảnh hưởng gì cả. Còn thứ hai là cho vay thì có lãi, thì lãi đấy có là thu nhập, đó chính là thu nhập. Và theo tôi được hiểu thì đó, tất cả những gì chúng ta thu nhập thì chúng ta phải đều có thể tính thuế thu nhập cá nhân cả. Cho nên cái khoản lãi đấy, nếu mà cho vay có lãi thì tính theo nguồn thu lợi, và đó là cái khoản tiền mà theo tôi được hiểu là khoản tiền phải tính thuế thu nhập cá nhân. Thì chỉ mới lưu ý một chút là khi cho vay ấy thì cố gắng là có cái hợp đồng cho vay nó đầy đủ về thông tin, có số tiền cũng như mức vay, để sau này nhỡ có tranh chấp thì chúng ta có cái cơ sở để chúng ta yêu cầu trả tiền. Và thứ hai là chúng ta lưu ý là cái mức lãi như tôi nói với Khánh Ly từ đầu ấy, là trong lĩnh vực dân sự là không được vượt quá 20% của một năm. Cho nên trong trường hợp này tốt nhất là có cho vay thì cũng cho vay trong cái khung mà pháp luật cho phép, để tránh những cái trường hợp mà được coi là hợp đồng không hợp pháp rồi để dẫn tới những cái tranh chấp. Thì đấy là một số lưu ý. Tất nhiên là giống cái trường hợp của cô Sơn vừa rồi đấy, cho vay không đòi được. Cho nên là khi cho vay cũng nên lựa chọn cái người mình cho vay có đủ cái tin cậy để sau này có thể đòi được. Hoặc như mà Khánh Ly có hỏi là cái biện pháp bảo đảm ấy, thì trong trường hợp này có thể là cho vay nhưng yêu cầu biện pháp bảo đảm. Ví dụ cô cho một người nào đó vay và yêu cầu một cái người thứ ba đứng ra bảo lãnh, thì đấy cũng là cái cách thức để đòi lại cái khoản tiền nó an toàn hơn. Như trường hợp của cô Sơn vừa rồi, cho cô Dung vay không có biện pháp bảo đảm, không ai đứng ra bảo lãnh, cho nên là nếu mà cô Dung cô ấy không xuất hiện thì rõ ràng là bác Sơn bác đã gặp khó khăn. Thì bây giờ trong trường hợp như vậy, cho chị Dung vay tiền và yêu cầu một người thứ ba đứng ra bảo lãnh, thì sau này chị Dung chị không xuất hiện thì có thể yêu cầu người bảo lãnh là cái người thân thiết của chị Dung đứng ra bảo lãnh, và như vậy nó an toàn hơn. Thì đấy là một vài cái tư vấn cho chú có khoản tiền dư có thể cho vay được. Dạ, xin được cảm ơn khách mời của chương trình ạ. Và câu hỏi tiếp theo xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại. Chào chương trình, vợ chồng tôi kết hôn cũng đã lâu, nay tôi đang có nhu cầu làm ăn nên muốn thế chấp ngân hàng mảnh đất là tài sản chung của vợ chồng tôi để vay vốn làm ăn. Tuy nhiên là tôi không biết là việc thế chấp của tôi thì cần phải có các giấy tờ gì. Tôi có thể chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp quyền sở hữu căn nhà trên đất có được hay không, thưa luật sư? Câu hỏi này của chị Mây đến từ Bình Dương với số điện thoại cuối là 9987 ạ. Cảm ơn chị Mây đã hỏi một cái tình huống mà theo tôi cũng rất phổ biến. Và bây giờ muốn làm ăn thì phải vay tiền, và vay tiền là tổ chức tín dụng, thì hiện nay thực chất trong tuyệt đại đa số các trường hợp tổ chức tín dụng sẽ yêu cầu có biện pháp bảo đảm, và một trong biện pháp bảo đảm phổ biến nhất đó là thế chấp tài sản. Thì ở đây chị Mây có hỏi là thế chấp tài sản cần những cái giấy tờ gì. Thì cái này tôi chỉ lưu ý là đây là chị Mây đã có quan hệ gia đình,
và chị Mây muốn mang tài sản là của vợ chồng đi thế chấp thì phải có sự đồng ý của cái người còn lại. Yeah. Đấy là cái việc đầu tiên theo bộ luật, theo pháp luật hiện nay, đó là cái sự đồng ý bằng văn bản, và tốt nhất là phải có cái sự đồng ý cùng tham gia vào cái hợp đồng thế chấp, đấy là phổ biến nhất. Còn giấy tờ thì tất nhiên là nếu mà thế chấp quyền đất thì cái điều kiện của luật đất đai đó là quyền sử đất được đem đi giao dịch nếu có giấy chứng nhận, cho nên cái điều kiện đầu tiên đó là cái giấy chứng nhận, và tất nhiên là để chứng minh cái tình trạng hôn nhân thì phải có giấy chứng nhận hôn nhân. Như trong trường hợp này thì báo cáo với chị Mây là chị mang cái tài sản là nhà đất đi thế chấp thì chắc chắn phải công chứng, và như vậy khi ra công chứng thì chắc chắn công chứng họ sẽ liệt kê cho chị những cái loại tài liệu, những loại giấy tờ nào mà chị cần phải mang để cái thủ tục công chứng, ví dụ giấy chứng minh nhân dân đủ các thứ đấy. Thì tôi vừa rồi tôi chỉ liệt kê những cái thứ mà cơ bản nó cần thiết, chứ còn chắc chắn ra công chứng họ sẽ gì nhỉ, yêu cầu một cái chi tiết, cho nên cái phần này chị không phải lo. Thứ hai là bây giờ chị bảo có được thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp được nhà tài sản trên đất hay không, thì bộ luật dân sự thì tôi báo cáo với chị là tôi cũng là cái người tham gia xây dựng cái quy định về điều 325 bộ luật dân sự, có quy định về trường hợp là thế chấp quyền đất mà không thế chấp tài sản trên đất thì pháp luật hoàn toàn cho phép. Bởi vì có những trường hợp đất thì có giấy chứng nhận, nhưng mà nhà trên đất thì lại chưa có giấy chứng nhận. Yeah. Thì trong trường hợp này đôi khi người ta vẫn chấp nhận cho trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản trên đất. Nhưng mà trong trường hợp này ngân hàng họ sẽ cân nhắc cái khả năng về cái tài sản trên đất. Thì đấy là một vài cái lưu ý cho chị Mây. Hy vọng là những thông tin tôi cung cấp cho chị có thể đưa cho chị những cái thông tin hữu ích ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư ạ. Thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi xin được chia sẻ về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó chính là những quy định của pháp luật liên quan đến các hợp đồng vay tiền. Và chúng tôi vẫn đang tiếp nhận câu hỏi, những thắc mắc của quý vị về tổng đài đường dây nóng của chúng tôi là 0826-365-365, 0827-365-365, hoặc là quý vị có thể tương tác trực tiếp dưới phần bình luận của livestream chương trình tại 91.com.vn và fanpage của 365FM. Và bây giờ thì thông qua tổng đài 0826-365-365 chúng tôi có nhận được một cái cuộc kết nối tiếp theo ạ. À. Alo. Alo ạ. À. Dạ chào anh ạ. À. Vâng, em chào chương trình. Dạ. Anh ơi, anh có điều gì cần khách mời của chương trình ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại sẽ chia sẻ và giải đáp cho anh ạ. À. Vâng ạ, chào luật sư ạ. Vâng. Vâng, thưa luật sư, là em cách đây 2 năm ấy thì có làm cùng với cả một bạn ấy, thì có chơi nhau cũng rất thân, thì có đi vay hộ bạn khoảng 150 triệu ấy. Dạ. Thì xong cái bạn ấy thì kiểu chơi bời trong vỡ nợ, bây giờ trốn ấy, thì 2 năm nay em không có đòi được, mà cho vay thì không có giấy tờ gì. Thì hỏi luật sư liệu em có cách nào lấy lại không ạ? Dạ, dạ, chúng ta vừa mới kết nối với anh Tĩnh ở Bắc Ninh ạ. Rồi, cảm ơn anh Tĩnh. Anh hỏi cái tình huống mà cũng rất phổ biến, anh nói là anh đi vay hộ cho bạn. Thì thứ chất là anh là người đi vay người khác, vay lại cho bạn có anh vay lại. Cho nên bây giờ chỉ giải quyết trong mối quan hệ giữa anh và bạn anh thôi, chứ không giải quyết quan hệ giữa anh với cái người cho vay của anh. Thì cái trường hợp của anh cũng giải quyết xong rồi. Rồi, trường hợp của anh thì giống như trường hợp vừa rồi cũng là vay hộ đó. Thì như tôi trả lời là anh đòi thì đúng rồi. Anh có cái là chắc là bạn thân có giấy tờ gì không anh? Không, anh đồng cho vay không. Thì đấy là cái khó hơn cả trường hợp trước. Trường hợp trước hình như là có giấy tờ, hoặc là đấy không giấy tờ thì đấy là nó không, pháp luật nó không bắt phải có giấy tờ. Vâng. Nhưng mà làm thế nào để anh chứng minh rằng anh cho bạn anh vay? Đây là một cái thực sự khó đối với anh nếu mà bạn anh từ chối. Cho nên là bây giờ anh phải tìm cách nói với nào thực sự với bạn, và bạn anh có một cái lời xác nhận là đã vay anh thì cái cơ hội đòi của anh nó sẽ cao. Còn đấy là người ta cũng đi khỏi nhà rồi nên không tìm được người ta. Đấy, đấy là cái khó đấy. Cái đó khó. Và như vậy là nó rất rủi ro cho anh, thì tôi cũng tin là tôi chỉ nói anh với tư cách là cái người đã ngồi xét xử ở Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam rất nhiều vụ. Chúng ta bảo là chúng ta cho người khác vay, nhưng mà chúng ta không chứng minh được là cho vay thì không có cơ sở nào để khẳng định là có cho vay, cho nên cái yêu cầu nó rất khó. Ở đây là cần cái bằng chứng. Bằng chứng là về hợp đồng vay thì không nhất thiết phải bằng văn bản. Cho nên là có ai làm chứng cho anh cũng được. Nhưng mà bây giờ là anh không có người làm chứng, anh không có tài liệu và văn bản thì đúng là hơi khó cho anh. Bây giờ tìm cách liên lạc được với bạn, sau này có trao đổi và biết đâu ghi âm lại được cái hình ảnh đó. Ghi âm lại được cái lời nói đó là đấy, từng trước đây là tớ đã vay cậu nhưng mà hoàn cảnh khó khăn thì tớ giờ chưa trả được, thì đấy cũng là cái chứng cứ thừa nhận cái sự tồn tại của hợp đồng vay thì được. Hoặc là qua email, qua tin nhắn anh thì lưu lại, chắc là vay đấy, nhưng mà anh có thể là xem lại các tin nhắn của điện thoại hay là tin nhắn qua Facebook, qua email, anh có những trao đổi giữa bạn bè
bạn anh và anh trước đây về cái khoản tiền đấy, thì đấy cũng là một loại chứng cứ có thể đưa ra để minh chứng rằng anh cho vay. Thì đấy tôi chỉ lưu là cái khó khăn của anh bây giờ đó là gì nhỉ, là chứng minh cái sự tồn tại của việc anh cho vay. Vâng, em hiểu rồi nha. Đấy thì tôi chỉ tiết tiết là có nhiều cách để chứng minh, nhưng mà những cái cách đấy sẽ không an toàn vào một cái tờ giấy xác nhận là đã rồi nhỉ, đã vay. Dạ, có nghĩa là trong trường hợp này là anh đang đòi trực tiếp nhưng mà không được, cho nên là chắc chắn anh phải cần có một cơ quan có thẩm quyền có thể thì ra cơ quan thẩm quyền thì phải cần bằng chứng, thì còn bằng chứng thì đấy là bằng chứng. Thì bây giờ đây tôi nói là anh xem lại những cái trao đổi của anh với bạn anh qua email, qua điện thoại qua Facebook, thì đấy là những thông tin có thể là giúp cho anh chứng minh dừa anh cho vay, còn không là hơi khó đấy anh Linh. Vâng, dạ. Cảm ơn luật sư, cảm ơn chương trình ạ. Hy vọng là anh sẽ tìm được cái người bạn của anh. Dạ, và hy vọng là anh sẽ lại lại được cái khoản tiền đó. Xin cảm ơn dân anh. Dân sự nó là như vậy đó. Dạ, đúng. Tình cảm nhiều quá đông là đôi khi sau khi sự cố xảy ra là không xử lý được. Dạ,